Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn hôm nay, chúng ta rất vui mừng chào đón gặp gỡ với sự góp mặt của một giọng hát rất nổi tiếng, ca sĩ Anh Thơ, giảng viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội. Sau đây xin mời ca sĩ Anh Thơ sẽ cùng đến với chúng ta với ca khúc Tiếng Hát Bên Dòng Kỳ Cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Tiến. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Người yêu em mê say bên con suối hát.
xin cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị rất nhiều. Cho phép anh Thơ được gửi lời chào trân trọng nhất, lời gửi lời chúc sức khỏe, chúc những điều tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị lãnh đạo, bà con, cô bác. Xin cảm ơn.